Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục chơi cái bộ God anh em nhá. Và nhá, trong cái trận đấu này ấy, chúng ta sẽ có cái cơ hội để chơi cái bộ God tối thượng. Đấy. Có rớt nhá, có lick, có rồng 5 đô. Trời. God rồng 9m. Đấy, tối thượng. Rồng bây giờ là có khả năng kick God rồi nhá anh em nhá. Nếu mà anh em có những anh em chưa biết về cái meta mới. Đấy, thì xin được nhắc lại cho anh em là bây giờ God nó có thể kích hoạt tộc. Đấy, và những cái con mà có kích hoạt tộc thì nó có thể hưởng cái hiệu ứng God một cách rất là bình thường. Đó. Tôi lấy ví dụ như là cái tộc đỏ chẳng hạn, tộc Kepler ấy. Là khi mà anh em kích hoạt 6 đỏ thì cái con heo, con Storm Shaman, con Bad Omen, con Swordman nó đều được hưởng God hết nha anh em nhá. Và tất nhiên là nó sẽ là xoay liên tục, nó sẽ là gọi đệ liên tục. Đó, rất là kinh khủng. Đấy, còn những cái bộ như là cái bộ Beat chẳng hạn cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng của God. Bộ Beat này, bộ Feather, tộc Beat, tộc Aegisid. Ui rồi ui, nhắc đến tộc Aegisid ra luôn cái con đang mộng. Được. Hôm qua tôi có chơi cái bộ God Aegisid, anh em biết là nó mạnh đến cỡ như nào. Cái bộ mà meta trước ấy, và thậm chí là vẫn đang kéo dài đến meta này, rất nhiều người đang spam. Đó chính là bộ Witcher. Nó bị cái bộ Aegisid God nó đấm nó như con luôn. Aegisid God vào phát cái tôi dồn đồ trận trước ấy là tôi dồn đồ cho con Zipper. Đấy, vào một phát là cái con Fallen của đối thủ bay màu luôn. Thậm chí còn chưa kịp hóa. Chưa kịp hóa chỉ cái trưởng nó chạm nhẹ phát nó bay màu luôn mà. Dã man thật sự. Đấy, còn nếu mà anh em chưa xem cái tập đấy, anh em có thể xem cái tập ngay trước tập này anh em nhá, từ hôm qua. Đấy, cái video ngày hôm qua, và anh em sẽ thấy là cái sức mạnh thật sự của cái bộ God Aegisid nó mạnh đến cỡ như nào. Thực sự là rất là mạnh luôn. Rất mạnh. Và cái pha đấy là cái pha cuối cùng đấy, ở trong game chốt đấy. Ui rồi anh em nhìn này, sao tôi hai con năng bộng này, ngon quá. Thế thì God Aegisid thôi chứ gì nữa. Mà trận này là God Aegisid là cực kỳ tối thượng luôn nhá. Có con Lick này, sau đó lại có rớt, có rồng 5 đô luôn. Tức là còn vừa God Aegisid lại vừa 5 rồng, vừa coi như là 6 mét luôn. Rồi vừa 4 God nữa. Ồ, thế thì kinh khủng. Nghe đã thấy là kinh rồi. Rồi, được đấy. Mà nhá, nếu mà như thế là tôi tính là nó chỉ có mất có 11 con thôi. Đấy, còn slot thứ 12 nó là cái gì anh em biết không? Dash Spirit, anh em ạ. Dash Spirit nếu mà lên được 12 con nó sẽ là Dash Spirit vào. Và chúng ta sẽ có là 4 Warlock nữa. 4 Warlock này, 6 Aegisid, 6 mét, 4 God. Trời, 5 rồng nữa. Đấy, quên, 5 rồng nữa, căng thật sự. Được đấy. Trận này là có thể là chúng ta sẽ làm được như thế nếu mà chúng ta có ra được những cái con human sớm. Đấy, thì có thể làm được như thế. Đòi hỏi là phải có cái sự may mắn dành cho cái bọn human nữa. Hy vọng là ra con già, con Dragon Clay sớm. Ui rồi ui, nó lại ra cái con ác mộng trước cơ. Ác mộng lên 2 sao này, ngon rồi. Lại ra cả gấu này. Thế thì cũng ngon. Ra được cả con Avenger Clay để kích hoạt 3 human. 3 human thì chắc chắn là sẽ phải mua con này rồi. Nhưng mà bán cái con gì đi đây? Bán Heaven Bomber đi nhỉ. Thực ra bây giờ không cần Heaven Bomber nữa rồi. Có con ác mộng rồi thôi. Một con cầm đồ đó mà. Ác mộng lên 2 sao sớm là ấm luôn rồi. Nếu mà bây giờ mà đánh được kiểu truyền thống cũ ấy, là sẽ chuyển về God Warlock luôn. Đấy. Đấy là cái kiểu truyền thống cũ. Nhưng mà bây giờ chơi là có God Aegisid được cực kỳ mạnh luôn. Đấy, tội gì mà không chơi đúng không anh em. Chúng ta test rồi, chúng ta biết cái sức mạnh thực sự của bộ này rồi. Đấy, mà hôm trước ấy là tôi mới chơi là nó không có 5 rồng. Nó chỉ có là God Aegisid kết hợp với cả 6 mét thôi. Mà nó là mạnh đến như thế rồi. Thì cái cỡ mà kẹp thêm 5 rồng với cái 4 God nữa thì không biết là nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhỉ. Trời. Trận trước là thậm chí là mới kẹp 2 God thôi đấy, chưa phải là 4 God đâu. Ok, tôi sẽ chơi human luôn. 3 mét nữa. Rồi. Chúng ta bỏ vào cho lấy sách sớm để lên được level 11, 12 sớm anh em ạ. Ham mấy con gấu làm gì đâu. Xác định luôn là cũng không chơi gấu rồi thì thôi bán luôn.
Chơi như thế này cho nó có sách sớm tí nữa để chắc chắn lên được 11. Như là tôi kể là nó chỉ 11 con thôi là đủ rồi đấy. Còn 12 con thì là nó còn kẹp thêm con Dark Spirit được cơ. Ok. Ôi, lỗ bài Human này. Nhưng mà bây giờ không có tiền mua luôn, rao này phải lóc lại. Thế này rao này phải lóc lại rồi. Ok, sẽ phải lóc rồi. Cái gì đấy bạn ơi? Đừng có soi, sợ thế. Soi cái gì? Trời ơi, có cái gì đâu mà soi. Nó sẽ không nhìn thấy cái con ác mộng của tôi. Con ác mộng của tôi đang cầm cái áo tàng hình. Trận này là tôi lấy cái áo tàng hình là chuẩn bị sẵn ở đây anh em ạ. Trận này nhìn thấy có rớt, có rồng 5 đô. Rồi thì có cả con lick lên là sẽ có rất nhiều người sẽ chọn chơi mết đấy. Nên là chúng ta sẽ phải đánh với cả những cái bộ mết nữa. Tôi quyết định lấy cái áo mưa ngay từ đầu cho con. Tôi chỉ lấy đúng cái bờ linh thôi. Xác định lấy áo mưa luôn. Và chắc chắn là cái áo mưa tôi sẽ không rèn đâu. Tí nữa tôi vẫn sẽ giữ cái áo mưa để late game luôn. Để chơi với cả những cái nhà mà nếu mà nó lên được 5 rồng, 9 mét các thứ thì còn có cái mà chơi. Đấy, trong những cái trường hợp mà chúng ta không rèn ra được những cái món đồ như là BKB hay là cái áo mưa, cái áo choàng kháng phép mà có thể kháng phép cho đồng đội nữa, thì chúng ta không lấy được những cái đấy thì rõ ràng là cái áo mưa này nó cũng là một cái sự lựa chọn không tồi dành cho con co. Cái bộ gót kết hợp với cả Exit ấy, chỉ cần cái con co là con ác mộng hoặc là con zipper nó sống thôi, một con sống duy nhất thôi là có thể trụ được. Chỉ cần đúng một con thôi mà đấy, không cần nhiều. Rồi hết đồ cho một con thì có một cái khả năng kháng phép nữa thì nó sẽ mạnh, nó sẽ chơi được. Còn nếu mà nó thiếu cái kháng phép thì sợ là cái bọn 5 rồng 9 mét ấy nó tung trưởng một phát là coi như đứng im luôn đến chết. Có kháng phép thì nó còn tỉnh dậy để mà tung trưởng được anh em ạ. Đấy, có áo mưa này là cũng rất là ngon. Một cái món đồ nó chỉ là cái đó món đồ đểu thôi, cái món đồ xám thôi, nhưng mà nó lại có một cái lượng kháng phép là rất lớn. Là tới 25%. 25% kháng phép đấy. Rất lớn luôn. Và hơn thế nữa nó có thể cộng dồn. Nếu mà chúng ta rèn tiếp thì chúng ta vẫn có thể được cộng dồn. Ok, ra rồng khá là nhiều. Nhưng mà thực sự chưa có slot để cho vào. Thôi, random đó. Nó xoay à? Thôi cũng tạm được. Nó xoay này không ngon lắm nhưng mà thôi cũng tạm được. Cái ngon nhất thì chắc chắn nó sẽ là cái ngọc giảm hồi chiêu rồi. Nếu mà có ngọc giảm hồi chiêu thì sẽ là lấy cái ngọc giảm hồi chiêu thôi. Ngày xưa thì nó còn có cái chén thánh nữa. Cái chén thánh hay là cái gậy sét. Gậy sét xanh lá cây cũng rất là khỏe, nhưng mà bây giờ nó mất cái món đồ ấy rồi. Thì bây giờ cái món đồ duy nhất mà cái bọn gót hay cái bọn bắn trưởng này nó cần, nó là cái ngọc giảm hồi chiêu thôi. Đấy, còn kém hơn một chút thì nó có cái sừng chiến. À không phải sừng chiến mà nó là cái gì nhỉ, cái tù và ấy, cái tù và. Nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng tăng mana nhanh. Ủa thằng này thua không? Nói chung to nhỉ. Chúng to thế nhỉ, nhưng mà có con ác mộng này nó khỏe lắm. Ồ, thế thì không thể nào mà thua được. Ok. Trận này ôm hơi sâu. Trứng à? Ok, trứng này thì chắc là cũng chưa đập đâu. Ba rồng mà nữa, ba rồng 3 mét kết hợp 3 exit. Ok, cái này là mạnh rồi. Còn cái quả trứng này đợi nào này thắng thì mua thôi. Chắc chắn là sẽ thắng rồi. Bây giờ chỉ hy vọng là gặp cái thằng có chuỗi cơ sớm để cắt chuỗi thôi, trước khi nó mạnh. Không để nó có chuỗi lâu ấy. Nó form được cái bài mạnh xong rồi nó đủ tiền nó roll thì toang ấy. Tốt nhất là gặp sớm đi. Nó lên được level 7 mà nó còn 22 tiền nữa cả. 23 tiền luôn. Càng ấy. Hy vọng là cho nó gặp trước round 15 là tốt nhất. Để sau round 15 thứ nhất là có đồ này, thứ hai là gì là nó có tiền. Cái khoảng cách tiền giữa nó với tôi nó sẽ gia tăng rất nhiều. Và nó sẽ có cái lượng tiền để nó roll thì bài nó sẽ mạnh hơn thôi. Và lúc đấy thì mình thì lại không có tiền roll, mà nó có tiền roll thì chắc chắn là sẽ không thể cắt được cái chuỗi đấy rồi. Thế thì càng lắm.
gặp đối thủ mà xanh sớm, ví dụ như là kiểu họ cũng nhận biết được mình chơi cái bộ nào, xong họ chơi cái bộ counter ấy. Ví dụ như là chơi mết như này thì có thể là sẽ chơi là kẹp với cả Clyde chẳng hạn, chơi Clyde. Nhưng mà meta này thì chắc là không dám chơi Clyde đâu. Thì chắc là họ sẽ chơi là gì, là kẹp kẹp cá sẵn, hoặc là họ sẽ chơi Saman chẳng hạn. Kiểu thế, khi mà thấy chúng ta chơi Exit thì họ sẽ có con đường chơi Saman. Vì họ có đủ tiền để họ chuyển mà. Thế là nguy hiểm cái chỗ đấy. Vẫn chưa gặp ạ. Khó nhỉ. Gặp thằng này mạnh rồi. Nhưng mà chắc là vẫn ăn được thôi. Nhưng mối tội là không có sách. Thắng nhưng mà không có sách. Thunder. Được. Thiếu một con mết. Bây giờ ra một con mết nữa đủ 6 mết này. 6 mết đánh ở level 8. Bây giờ là đẹp nhất là ra con Flame Wizard với cả con già. Vừa có mết lại vừa có human nữa. Bây giờ chúng ta là đang chưa có tích sách để lên được 11 đâu anh em ạ. Trận này là vẫn đang phải cắn sách để cho đỡ thọt tiền đây này. Vẫn phải cắn sách lên 7 cho đỡ thọt tiền. Ui rồi ôi, đứng trước mặt của con Tabu ạ. Không tung được trưởng cái toang nhá. Chắc là vẫn tung một trưởng thôi. Ok. Thằng này yếu mà. May mà nó không phải là cái thằng top 1 đấy. Thằng đấy mà nó kẹp thêm con Tabu, nó bắt được cái con ác mộng của tôi toang. Rồi vậy là round 15 vẫn chưa gặp cái thằng kia. Và nó có một cái lượng tiền rất lớn. Nó sẽ có thể là lên 8 hoặc thậm chí là cả lên 9 nữa khi mà nó gặp tôi. Đấy là trong trường hợp mà bài nó tự ra. Còn bài nó không tự ra thì nó sẽ roll. Nó vẫn sẽ có tiền để nó roll. Đào này chúng ta sẽ có món đồ xanh dương đầu tiên. Hy vọng là sẽ là một cái trượng phép. Trượng phép ok. Huyết trượng. Xin cái huyết trượng nhé. Cho xin cái huyết trượng đi. Hoặc là ở cái bọn mết này, nếu mà đánh số đồ xanh dương thì cái bọn này nó khá là yếu. Nó chỉ lấy được cái huyết trượng với cả cái món đồ yếu hơn một chút. Đấy nó chính là cái gương. Cái gương thì năm rồng nó không cần lắm. Chơi năm rồng thì cái gương tí nữa nó sẽ rèn đi thôi. Nhưng mà trước khi ra năm rồng thì cũng cầm gương thì cũng tạm tạm ở cái giai đoạn giữa game. Ok, vậy là không có. Có cái chén thánh à. Thôi được rồi, lấy cái chén thánh vậy. Không mạo hiểm để random đâu anh em. Có cái món đồ lấy được là chơi thôi. Chứ còn bây giờ random nó ra một cái món đồ, ví dụ như là cái dìu pha lê. Thôi. Lúc đấy thì toàn luôn. Không có cái cơ hội mà ăn được cái thằng kia đâu. Bây giờ tôi lấy thế này là tôi còn có cái cơ hội ăn được cái thằng có chuỗi. Rồi lên 8 thì lại hết tiền thôi. Hy vọng là sẽ có thể ăn được. Bắt đầu sang soi ở đây này. Càng ấy. Sang soi thì cứ dây cuối chúng ta đuổi vị trí của con co đi thôi. Thực ra là cũng chả cần. Nó có nhìn thấy cái con co của tôi đâu. Ok. Úi gặp luôn này. Hay quá. 6 Clay à. Ăn được rồi. Nhìn là biết là ăn rồi. Nhìn được biết là ăn rồi. Ok. Ui mày quá. Bắp đúng lúc. Hồi lại được máu rồi. Hay. Quá ngon. Xin cái chuỗi nhá. Cộng 10 cái nhá. Rồi. Đấy bây giờ thì mới chính thức là tiền nó bắt đầu lên này. Không bị thọt tiền nữa này. Rồi, lên 9. Trận này thì, đấy, tôi có chia sẻ với anh em đầu game rồi là cái ngày hôm qua ấy, chúng ta có cái bộ Exit God ấy, cực kỳ mạnh. Hôm nay tôi cũng vẫn chơi Exit God anh em nhá. Ở cái bộ truyền thuyết này là có con rồng 5 đô nữa thì chúng ta còn có thể là chơi gì? Exit God kết hợp với cả 5 rồng. Có cả 6 mét luôn, có rớt là có 6 mét rồi. Cực kỳ mạnh. Ok, trận này sẽ có 5 rồng này. 5 rồng mét đây này. Đấy, thằng này cũng sẽ là 5 rồng mết gót thôi.
Lắm rồng mết kết hợp với gót. Bây giờ cái bộ gót nó cũng được hưởng, cái bọn rồng nó cũng được hưởng. Trong cái trường hợp mà chưa ra được mết thì đánh rồng kết hợp với cả gót cũng rất là kinh luôn đấy. À đây rồi. Flame lên 9 chúng ta sẽ có là 6m. Đánh ở level 9 cơ. Hay quá nhờ anh em nhờ. Đấy lại một lần nữa tôi lại 95 máu lại giữ chuỗi cộng 10 này. Hay không? Bộ khỏe thật sự. Aegisid chưa kẹp với God đâu. 3 rồng kết hợp với cả 3 Aegisid. Đấy trận này có rất nhiều người chơi mết nhá. Nó có áo mưa rồi, có áo mưa không sợ. Thoải mái luôn. Gãi thôi. Vừa có cả cái chén thánh nữa. Nó sẽ chống cái việc bị sốc chết. Chắc chắn là sẽ tung được trưởng hồi lại máu. Rồi. Rồng mập đây rồi. Ok. Lên được level 9 là chúng ta sẽ cho 6m vào. Nhưng mà tôi nếu mà tôi chơi 6m vào thì sẽ không có human à. Bây giờ cần phải có human để lên được 11. Nếu mà không lên được 11 thì kế hoạch phá sản. Chúng ta sẽ không thể xây dựng được cái bộ tối thượng được. Lên được 12 thì nó là gọi là quá là tối thượng rồi. Nhưng mà 11 thì cũng nó cũng đã đến đạt đến cái đỉnh của nó rồi. Mà phải lên được 11. Bắt buộc ấy. Kiểu gì cũng phải tiết kiệm để lên được 11. Cố lên nào. 7 cuốn sách rồi. Chúng ta chỉ còn có 4 cuốn nữa thôi. Ít nhất là 4 cuốn. Còn nếu mà ngon nghẻ 5 cuốn thì cũng vẫn rất là ok. Đấy, nếu mà vẫn đánh được chuỗi thắng thì yên tâm là có thể đánh được. Bây giờ cứ mỗi round ăn được một quyển thì chắc là tầm round 24 là đủ tiền rồi. Đủ sách để lên 11 rồi. 23 là ngon nhất. 23 là dí thẳng lên 11 luôn. Còn 24 thì chúng ta có thể là đánh đến 25 luôn, 26. 26 là lên 11 cũng được. Round sau nếu mà lên 9. Lên 9 ở round sau thì phải ra là con già. Ra là con già thì mới đủ bộ mết. Còn ác mộng thì đương nhiên không thể bỏ ra được rồi. Ác mộng thì đương nhiên không thể bỏ ra được rồi. Từ từ nha, bỏ này đã, quên. Lên 2 sao thôi, không đánh 3 sao gì cả. Này thì tạm thời như này vậy. Đây rồi. Ánh mắt AZ nha anh em nhá. Lấy cái bánh ánh mắt, không lấy cái gương. Đúng rồi, quên mất. Còn cái món đồ này cũng ngon. Món đồ này thì nó dịch là sai nha anh em nhá. Không phải là tăng 50% hồi máu đâu. Mà cái món này nó là giảm hồi máu của đối thủ 50% nhá. Xin nhắc lại các anh em là cái điều đấy. Không anh em sẽ nhầm đấy. Bởi vì nó dịch rất là bù láo. Bọn này nó dịch. Thật sự là nó dùng Google dịch hay nó dùng một cái phần mềm gì đấy của bọn Trung Quốc nó dịch thì phải. Nó không đúng với cả cái khả năng thật sự của cái món đồ. Đấy, món đồ này nó sẽ giúp cho đối thủ khi mà ăn phải cái trưởng của chúng ta thì sẽ được không hồi máu. Đấy. Ok, ui ôi. Tự nhiên tiền nó lại lên nhanh thế này, 50 tiền rồi này. Thế là round 23 lên được 11 rồi à. Ngon đấy nhở. Đúng quy trình phết, 22 thêm quyển sách nữa 23 là 11 quyển rồi. Đúng cái round 23 chúng ta sẽ lên được. Ngon. Bây giờ cho 6m vào thì đã chưa được anh em ạ, nó hơi yếu. Chắc phải lên 10. Lên 10 sẽ cho 6m. Đổi vị trí con này nha anh em nhá. Vừa lấy tôi thấy là nó rơi vào cái vị trí của con Lancer ấy, nguy hiểm. Đứng trước mặt con Lancer là chắc chắn là tèo đấy. Lé sang bên này thì
Trong trường hợp gặp cái thằng Boom Boom kia thì còn thoát được. Thắng đi nhá, cố gắng lốt round này. À không được. Round này mới round 22, vậy là round 24 mới lên được 10. Round 24 mới lên được 11, 12. Ok. 12 cuốn nó phải round 25 cơ. Round 24 vẫn chưa lên được 11 anh em ạ. Round 25 cơ. Thôi nếu mà round 25 thì 26 lên. Để 6m đã này. Ok, 6m vẫn có 3 human. Rồi. À thực ra là round 24 là có thể lên được rồi đấy. 11 cuốn rồi mà. À đâu, có 10 cuốn, nhầm. Trời ơi, nhìn tưởng 11 cuốn, đúng là 25 lên thật. Ok. Đó. Rơi sang cho tôi cái giáp chống Doom luôn, quá ngon. Bây giờ chơi God thoải mái rồi, không sợ Doom nữa rồi. Đây rồi. Ơ thằng này để Thunder ở dưới kìa. Vãi đái. Ảo ấy nhờ, xếp bài như đúng rồi. Ok. Ơ nhưng vớ vẩn thua không? Chắc là không thua đâu nhỉ. Trời ơi thằng này có xích thì chói, nhưng mà tôi blink ra. Quá ngon. Nói chung là kể cả chơi 5 dòng thì lấy cái blink vẫn ngon. Không bị bọn nó khống chế. Blink ra chỗ khác được mà. Rồi. That's the split. Vậy là round 25 là chúng ta sẽ lên được level 11. Và lúc đấy chúng ta sẽ form về cái bộ tối thượng thôi. Ok. Sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn. Tôi vẫn sẽ giữ con Dart nha anh em nhá. Con Dart trong trường hợp mà phải đánh với cái nhà mà có kháng phép mạnh thì chúng ta sẽ chuyển sang Warlock. Warlock phải chơi với những cái nhà mà ví dụ nó kẹp fake, kẹp cái gì nhỉ? 6 cá chẳng hạn, thì chơi Warlock nó đỡ chết hơn. Beat này. 6m rồi, không sợ đâu, không ngại, không ngại. Beat này nó chỉ Warlock là mới sợ thôi, chứ còn chúng ta chơi mết mà. Kể cả là có ác mộng thì nó cũng không sợ. Ok. Vớ vẩn chuỗi thắng cuối cùng đến hết game không? Liệu rằng có bao giờ là thấy không nhở, lại thêm một trận nữa. Ở trong meta mới chúng ta chơi God và chúng ta chơi được gần 100% màu đến hết game. Con Storm Shaman này tôi nghĩ là cũng không cần đâu. Nó không có slot cho vào anh em ạ. Nếu mà theo tôi dự đoán thì nó, nếu mà chơi như thế thì nó sẽ phải lên 12. Nhưng mà không lên được 12 đâu. Trận này thôi, xác định đánh ở level 10 đó. À 11 thôi. 11 nó sẽ là 6 exercise, 6m, 5 dòng kết hợp với cả God. Đấy. Kết hợp với God là xong. Hết đủ bộ rồi. Ra là con rồng 5 đô thì nó sẽ là kết hợp với 4 God. Còn nếu mà không ra rồng 5 đô thì nó sẽ là 2 God kết hợp với 6m. Ok. Rồi chúng ta sẽ form dần về đó. Thậm chí round này có thể như này luôn này. Được không? Ok. Thừa 1m à. Bỏ một con mết ra. Bỏ con này ra đi. Giờ so này trên 5 rồng thì cũng không cần lắm. Tạm thời bỏ cái món này ra nhá. Cầm cái huyết triệu. Rồi. Đổi một cái món đột tím nào. Xem nào. Hai cam luôn nhỉ? Hồi, vứt luôn cái mấy cái đồ xám đi anh em ạ, lấy đồ cam luôn đi. Tí full đồ cam mà chơi. Cũng chả cần phải đồ tím luôn ấy. Tí nữa đổi sang đồ cam hết rồi anh em ạ, chơi đồ cam. Dồn đồ cho ác mộng. Đấy, có 5 rồng mết này, có 5 rồng mết đây này. Có, sẽ có. À, ra rớt rồi. Nhưng mà vẫn chưa ăn được tôi đâu. Khỏe chưa? Có kháng phép. Ra con Dragon Clay tầm này thì hơi muộn.
vì không chơi cái bộ human nữa nên khả năng cũng chả chơi. Trận này có rất nhiều người chơi mết nhá. Ngoài tôi ra có hai thằng nữa cũng chơi cái đội hình tương tự, chơi god mết kết hợp với cả rồng ấy. À ui đây rồi, thế thì Aegisit được rồi đây này. 6 Aegisit. Đủ chưa? Đủ luôn, 6 Aegisit rồi anh em ạ. Ok. Rồi. Thế thôi, đã form được rồi đấy. 6 Aegisit 5 rồng 6 mét. Trời ơi, mạnh lắm anh em ạ. Ui anh em nhìn kìa, vào vào phát là coi như là dọn bàn cờ luôn. Cực kỳ căng. Mạnh đấy. Bây giờ roll ra con rớt của con rồng 5 đô thôi. Chúng ta lên level 11 rồi. Tỷ lệ ra được 5 đô đó là 5%. Hy vọng là sẽ ra được cho tôi con đấy sớm. À đây rồi, rớt này. Rớt thì thôi già nhỉ. Hết slot rồi, hết slot cho già rồi anh em ạ. Thôi, chả cần già nữa. Chúng ta nhá, nếu mà thua ấy, có thể nó sẽ còn một cái bộ này nữa. Đấy chính là cái bộ 6 Aegisit kết hợp với cả 6 Warlock và 2 God. Đánh ở level 11 là đủ luôn. Ngon, khỏe thật. Nếu mà chơi như thế chúng ta vẫn có 3 mét nha anh em nhá. 6 Aegisit, 6 Warlock ấy. Không, tức là không chơi 5 rồng nữa. Tí nữa tôi sẽ chuyển về cái bộ đấy. Trên này tôi nhìn thấy là có Clyde là tôi sẽ coi như là dự trù cái việc là chuyển sang cái bộ Warlock anh em ạ. Có Clyde tí nữa đánh mết nó hơi tù. Mết là đánh với Clyde cũng chưa biết được là có ăn được con lổi không. Cứ chuẩn bị sẵn đi. À ui ui, quá tuyệt vời luôn. Thế được rồi. Ok, Thunder đâu rồi? Ok. Vẫn thiếu slot. Đây rồi, đùa. Chuẩn bị sẵn cái bọn Warlock ở đây anh em nhé. 6 Warlock, 6 Aegisit. God, 6 Warlock, 6 Aegisit chơi được luôn. Đánh ở level 11. Kẹp được cả 3 mét luôn. Và tôi vẫn thích một phát vào tung trưởng luôn này là khỏe này. Đánh cái con bọn beat này cũng ngon. Đẩy beat nhanh thật sự. 5 rồng ấy nó khỏe, cái sức mạnh của bọn 5 rồng này nó khỏe thật sự luôn. 5 rồng 6 mét thì cái cỡ nào nó chịu được nhỉ? Chắc chỉ một con Lancer 2 sao. Kẹp thêm với cái bộ 6 cá này may ra mới đỡ nổi cái bộ này. Anh em xem cái trận trước anh em cũng thấy là cái con Fallen Witcher nó chạm nhẹ vào cái trưởng thôi nó đã bay màu rồi mà. Không kịp hóa luôn. Không kịp làm gì luôn ấy. Mana còn chưa đầy. Mana của Fallen Witcher nó còn chưa đến cái mức mà nó có thể hóa được. Không đủ 100% mana luôn mà. Vừa chạm nhẹ vào cái trưởng nó bay màu. Thế nên mới nói là cái bộ God này bây giờ nó khỏe thật. Đấy, có Lancer 2 sao rồi này. Lancer 2 sao. Và đang trên con đường lên 11. 12 luôn ấy. Thằng đấy chắc có lên 12 luôn. Nhưng 11 cái gì đó. Căng nhờ. 6 human Lancer 2 sao. Cũng căng đấy. Lancer trong cái bộ Clyde thì nó cũng sẽ có cái kháng phép rất mạnh. Rồi. Được. Cái này chắc là cho con Lick rồi. Ok. Con Lick là chỉ cần sống thì chúng ta sẽ không bao giờ thua. Nếu mà chúng ta thua chúng ta chỉ mất có một giọt thôi. Con Lick này nó sẽ clear rất nhanh. Còn cái con ác mộng ấy thì nó clear chậm hơn. Con ác mộng này thì chủ yếu là để dí co thôi. Dồn đam cho co ấy. Co của đối thủ mà nếu mà solo 1v11 thì rõ ràng là lúc đấy là ác mộng nó sẽ dí, nó sẽ rất là khỏe. Và cái con ác mộng này nó đang cầm cái ánh mắt của AZ ấy. Cái đấy là nó cực kỳ khỏe. Nó sẽ khiến cho cái con Lancer của đối thủ là sẽ không có khả năng hồi máu. Đấy, đây là một cái món đồ phải nói là cực kỳ mạnh và ngon ở trong cái tầm giá của nó.
nó hơn cái mức mà định giá của Drodo khi mà cho nó vào cái mức xanh dương. Tôi nói thật, một cái món đồ chống hồi máu mà lên tới là 50% và trong vòng tận 6 giây. Và nó lại còn là có cái khả năng là gì? Có khả năng là giảm cái tốc đánh của đối thủ đi 50%. Thực sự là một cái món đồ rất ngon, mà nó chỉ là món đồ xanh dương thôi. Trời ơi, giảm hồi máu quá khỏe. Rồi, bây giờ hồi máu hộ cái. Ôi, anh em nhìn kìa. Dí đến chết mà. Có bất diệt, nhưng mà làm cái gì? Làm cái gì? Có hồi được máu đâu, anh em thấy không? Khỏe thật sự. Ánh mắt của AZ đấy anh em ạ. Món đồ chống hồi máu mạnh nhất ở cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Tôi thấy là món đồ này, nó mà cầm bởi những cái con mà tung trưởng AOE ấy, thì đối thủ không bao giờ có khả năng hồi máu được hết. Nó sẽ không thể hồi máu được. À, cực kỳ hay luôn. Và cái hay ở trong cái ánh mắt AZ ấy là nó còn xuyên BKB nữa. À, tức là ví dụ như anh em lấy cái giáp băng nhá, thì anh em tỏa ra thì cái BKB nó vẫn có thể nó kháng được cái việc là chống hồi máu của cái giáp băng, cái giáp mà xanh lá ấy. Nhưng mà cái ánh mắt của AZ này thì ngoài cái việc nó gây đam bằng cái trưởng vào người đối thủ thì đánh tay nó cũng sẽ gây hiệu ứng đấy anh em nhá. Hiệu ứng giảm hồi máu ấy, đánh tay nó cũng sẽ gây hiệu ứng, nên là nó sẽ vẫn bị giảm hồi máu. Vô tư bạn ơi, nói chung là mấy cái thằng Lâm Rồng các thứ sang đây thì tôi chấp hết anh em ạ. Tôi đang đánh cái bộ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Trời ơi, gót này nó đúng là kiểu là gọi là phải là gọi là tối thượng luôn rồi đấy. Đặt tên là gót tối thượng luôn rồi. Gót Aegis Lâm Rồng. Bây giờ chỉ cần ra là con rồng 5 đô là tôi sẽ có 4 gót anh em ạ. Đánh ở level 11 này là đủ 4 gót kết hợp với cả 6 Aegis 6 mét kết hợp với cả 5 rồng. Đấy, nhưng mà phải ra rồng 5 đô. Ra rồng 5 đô là tôi sẽ thay con Thunder ra này. Sau tôi cho cái con God of Light vào là đủ. Đó. Còn nếu mà không ra con rồng thì chúng ta chơi như này vẫn mạnh luôn nhá. Bởi vì cái bộ này nó dồn đam cực mạnh. Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên, 3 giây đầu tiên là đã gần như đối thủ chết hết rồi. Đấy, còn cái con còn lại thì nó sẽ là những cái hiệu ứng gót liên tục vào mặt cái con co. Cái lượng bắn trưởng ấy nó sẽ rất nhiều và nó sẽ dồn dập đến người con co, thì con co nó sẽ không thở đâu. Nhất là ở trong cái bộ này nó có cái con rồng 3 đô, nó có khả năng khóa cái đánh tay cực kỳ mạnh mẽ. Có khả năng khóa đánh tay của đối thủ. Ôi tôi chết rồi, Blink vào người con Lancer kìa, tôi chết rồi. Thế thì hỏng rồi. Thế thì mất khả năng chống hồi máu thì thua rồi. Cái con mà có khả năng chống hồi máu nó bị chết rồi anh em ạ. Thế thì thôi. Cái đồ mà chống hồi máu nó ở trên người của con ăn mộng Blink ở đúng giữa mặt nó. Sở suất quá rồi mất chuối. Quả này mà không Blink vào người con này có khi là chuối hết game ấy. Tôi sở suất quá anh em ạ. Rồi, coi như là tăng độ khó cho game vậy, chứ còn từ đầu game đến giờ tôi thấy dễ quá. Rồi, rồi tăng độ khó lên tí. Cái thằng kia nhá, thằng Trung Quốc là con rất hay, kết hợp với 5 rồng 6 mét nhá. Nhưng mà vô tư bạn ơi, không sợ. Chỉ có thể là hòa chứ không bao giờ thể thua. Ác mộng mà con Lick là nó, khi mà nó đã tung được trưởng ra ấy, thì có nghĩa là chắc chắn là nó sẽ là hòa rồi. Không thua đâu, kể cả nó có bắn trưởng mạnh như cỡ như nào chăng nữa thì nó cũng sẽ không thể nào nó có thể clear được hết 11 con trong vòng 1 giây. Con rớt thế nào nó cũng sẽ trừ lại con Lick để nó có thể tung được hai lần cái trưởng của nó. Đấy rồi, rớt hai với chúng tôi. Ơ kìa bạn ơi, vớ vẩn đi luôn. À không, đây là bóng rồi. Khỏe chưa, 21 máu anh em ạ. Ok đấy. Từ từ đã. Thôi bỏ này đi. Cái thằng đánh ở level 11 chơi Clay nó sẽ chơi là 6 Glacier kết hợp với Clay, nên là tôi sẽ phải chuẩn bị 4 đá nha anh em nhá. Chuẩn bị 4 đá ở đây. Bây giờ là có 4 đá rồi. Mà tí nữa thì chắc là bỏ rồng thôi. Bỏ rồng chơi 4 đá kết hợp với cả 6 Warlock kết hợp với cả 4 God. Vẫn thừa một slot thì cho cái gì vào nhỉ? Thừa một slot. 6 Warlock, 6 Aegis đủ.
6 Warlock, à không đủ, không đủ. Thế thôi, chơi Warlock thôi. Nếu mà thế chuyển sang Warlock luôn. Cứ phải gặp một round để biết xem là có ăn được không đã, xong rồi tính. Với 90 máu này thoải mái, cho lập một vài round cũng được. Ok, đồ chắc là vứt bớt cho Lick rồi. Rèn một món đồ tím nữa nhá. Thôi, rèn món đồ này đi. Thực ra là vẫn còn nhà mết, từ từ đã. Thế này đi. Rồi, gậy hết quá ngon. Tôi vẫn sẽ phải giữ lại cái áo mưa anh em ạ, còn một nhà mết. Nhà mết chết thì chúng ta rèn lốt cái áo mưa. Còn nhà mết chưa chết thì thôi. Rồi, bây giờ tôi không có Blink thì chắc chắn là tôi sẽ không có lao đầu vào chỗ chết đâu. Để nó đứng ở dưới này được rồi. Kiểu gì thì cũng vào phát tung trưởng luôn mà. Và phát tung trưởng luôn, tôi nghĩ là nếu mà có thua chỉ lọt mỗi con Lancer thôi, không sợ đâu. Mà chưa chắc đã thua đâu nhá. Ui rồi ui. Anh em nhìn kìa, quả rớt bay màu luôn ạ. Rớt của đối thủ bay màu luôn, chưa kịp làm gì luôn. Quá mạnh. Bây giờ kiếm Dash Split 2 sao, Ác Mộng 3. Thế thôi. Đồ này bây giờ rèn lấy cái gì? Lấy một món đồ tím nữa. Đồ cam luôn đi. Ok. Giáp. Lấy giáp xương. Giáp xương thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là cái này là ngon nhất rồi. Ok. Ăn được không? Ăn được không? Có lọt thì cũng lọt được một con thôi. Ơi nhưng mà bạn ơi, bạn ơi. Trông có vẻ như là không hồi máu được anh em ạ. Hồi máu hộ cái bạn ơi. Ui ui đẩy kinh luôn anh em ạ. Càng đấy, vậy là round sau nó đi rồi. Thôi xả hết tiền rồi. Thậm chí là không cần chuyển sang Warlock luôn. Không cần kẹp 6 đá, à 4 đá vào luôn. God tối thượng là đây chứ còn đâu nữa anh em. Lancer 2 sao kẹp với 6 Clive còn không làm gì được. Đây rồi, dòng 5 đô này. Có nên là cho 4 God vào không nhỉ? Hay là giữ con Thunder? Thực ra con Thunder là có một cái hay là khi mà vào phát nó xòe quạt phát là chết hết đối thủ. Còn mỗi một mình con co thôi, lúc đấy thì dí là 11 con dí một con. Cũng hay. Thôi để lại đi. Vẫn đang thắng mà, chưa cần phải chuyển đâu. Đấy, anh em thấy không? Con Thunder xòe quạt phát chết. Rồi, vậy là còn một mình mà... Ôi giời, nhìn máu tụt kìa. Nhìn cái máu của nó tụt kìa. Ui, đánh như gãi ngứa luôn. Đánh mãi con rồng không chết ạ. Quá khỏe luôn anh em ơi. Thực sự đây nó là cái bộ mạnh nhất thời điểm hiện tại đấy anh em ạ. Khỏe thật sự luôn. Không thể tin được. Lancer 2 sao full đồ dồn cho nó rồi. Bao nhiêu đồ hồi máu với cái đồ kháng phép rồi mà cuối cùng là vẫn bị ăn đấm như con. Yếu thật sự. Thực ra không phải là yếu đâu mà tôi mạnh đấy anh em ạ. Đấy, còn theo anh em thì bộ này liệu rằng là có phải là cái bộ mạnh nhất thời điểm hiện tại không? Thì anh em có thể để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là cái bộ God Exorcist anh em nhé. Nó chỉ yếu hơn một chút thôi. Nhưng mà anh em sẽ có một cái trận đấu khác để anh em cảm nhận được cái sức mạnh của bộ này. Khi mà tôi chơi cái bộ này tôi đấm cái bộ Witcher là cái bộ meta ở thời điểm hiện tại. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem trận đấu mà tôi kết hợp God với 6 đá thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhé. Cũng là một trong cái bộ rất mạnh ở thời điểm hiện tại đấy anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.